con trai Thẩm Thúy Hằng chia sẻ nhiều điều về mẹ. Bà tên thật là Nguyễn Kim Phượng, sinh năm 1939 tại Hải Phòng, sau đó vào miền Nam sinh sống. Với vai diễn đầu tiên Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương, một phim đen trắng của hãng phim Mỹ Vân ra mắt năm 1958, Thẩm Thúy Hằng đã nổi lên như một ngôi sao điện ảnh. Không chỉ điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn tham gia lĩnh vực sân khấu, đóng kịch và cải lương. Thẩm Thúy Hằng rực sáng trong các phim Nàng, Trà Hoa Nữ, Đôi Mắt Huyền, Điệp Vụ Tìm Vàng, Sóng Tình, Như Hạt Mưa Xa, Tứ Quái Sài Gòn. Năm 1959, bà lập gia đình với một người chồng lớn hơn bà 2 tuổi, theo sự sắp xếp của mẹ và các anh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tan vỡ sau 5 năm, dù hai người đã có chung một đứa con sinh năm 1961. Năm 1968, bà gặp ông Nguyên Xuân Oánh, một tiến sĩ kinh tế lớn hơn bà 19 tuổi, từng làm thống đốc ngân hàng, phó thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa. Chính ông là người giúp đỡ bà lập ra hãng phim Thẩm Thúy Hằng. Năm 1970, bà chính thức lên xe hoa lần thứ hai. Sau năm 1975, ông từng được bầu làm ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, rồi làm cố vấn kinh tế cho Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Hai người có với nhau 4 người con. Lúc 20 giờ 10 phút ngày 6 tháng 9 năm 2022, bà qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 83 tuổi. Tại tang lễ minh tinh Thẩm Thúy Hằng sáng 10 tháng 9 năm 2022 ở thành phố Hồ Chí Minh, đại gia đình của bà có mặt đông đủ, trong đó có gia đình 4 con trai từ Mỹ, Úc về Việt Nam. Nghệ sĩ Kim Cương đến sớm với tư cách người bạn thân, thành viên ban tổ chức tang lễ. Sáng 10 tháng 9, tang lễ minh tinh Thẩm Thúy Hằng diễn ra tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Là đại diện ban tổ chức tang lễ, nghệ sĩ Kim Cương và bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, có mặt từ sớm cùng gia đình nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng. Minh tinh Thẩm Thúy Hằng và người chồng Nguyễn Xuân Oánh có 4 con trai. Anh cả là Nguyễn Thanh Vũ, hiện sống ở Úc. Anh thứ hai là Nguyễn Xuân Dũng, sống ở Mỹ hơn 20 năm nay. Hai người con út là anh em sinh đôi Nguyễn Xuân Ái Quốc sống ở Úc và Nguyễn Xuân Quốc Việt sống ở Mỹ. Mẹ làm từ thiện rất nhiều, đi hàng ngàn ngôi chùa. Anh Nguyễn Xuân Ái Quốc 38 tuổi, hiện sống và kinh doanh tại Úc. Một trong hai người con trai sinh đôi của Thẩm Thúy Hằng cho biết trong đêm nữ diễn viên qua đời, gia đình anh đã được những người đang chăm sóc bà kết nối qua điện thoại video để nói chuyện với bà. Những năm cuối đời, bà có sức khỏe tốt, chỉ yếu đi vì tuổi già chứ không mắc bệnh gì. Trong những tháng cuối đời, bà sống lặng lẽ hơn nhưng vẫn có những cuộc gọi cho con cháu. Về lời trăn trối của bà, anh Ái Quốc cho biết vào tháng 6, tháng 7 năm nay, gia đình anh có về Việt Nam thăm mẹ và đã nghe bà dặn dò nhiều điều. Dịp đó, cả 4 anh em trong gia đình đều về thăm mẹ. Nhờ đó, cuối đời, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng có được niềm vui sum vầy bên con cháu. Dù các con đều sống ở nước ngoài, ở Việt Nam có những người cháu được bà coi như ruột thịt, sống cùng bà và chăm sóc cho bà mấy năm nay. Anh Quốc nói vui tươi trẻ online. Trong mấy chục năm vừa qua, mẹ đi làm từ thiện, công tác xã hội rất nhiều, đi hàng ngàn ngôi chùa. Những năm gần đây do dịch bệnh nên mẹ không làm từ thiện được nhiều. Trong cuộc sống đời thường, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng là người luôn lo nghĩ, quan tâm đến người khác. Bà tự hào vì thành công của cả 4 người con trai. Cả 4 người đều theo nghề của ba ông Nguyễn Xuân Oánh và bay cao, bay xa, có sự nghiệp thành công. Vợ chồng nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng ủng hộ các con đi nước ngoài lập nghiệp. Tất cả đều được học từ nhỏ ở nước ngoài. Là con của một diễn viên nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn trước năm 1975, anh Ái Quốc cho biết anh có một tuổi thơ đặc biệt. Cả gia đình đều biết và tự hào vì sự nghiệp diễn xuất của người mẹ, tự hào vì bà được nhiều khán giả ái mộ. Chúng tôi vui vì mẹ nổi tiếng, dù không đóng góp hay chia sẻ được nhiều cho công việc của mẹ, vì mẹ có một công việc đặc biệt, khác thường. Bên ngoài, mọi người thấy chúng tôi là một gia đình nổi tiếng nhưng bên trong thì chúng tôi không khác gì một gia đình bình thường.
cha mẹ cũng đưa chúng tôi đi học, chăm lo cho con cái. Chỉ có điều, mẹ phải gánh thêm gánh nặng là người của công chúng. Trong mắt tôi, mẹ không khác gì những bà mẹ khác, anh Ái Quốc chia sẻ. Bước vào tuổi trung niên, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng rời xa ánh đèn sân khấu hay màn bạc. Bà không tham gia các hoạt động giải trí. Nhưng trong mắt anh Ái Quốc, mẹ anh chưa bao giờ rời xa thế sự. Bà vẫn nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Đó là cách bà đóng góp cho cuộc đời. Kim Cương, tôi thấy như chết một phần cơ thể khi Hằng qua đời. Nghệ sĩ Kim Cương chia sẻ tại tang lễ, tôi thấy như chết một phần cơ thể khi Hằng qua đời. Tôi cầu xin trời là Hằng cho tôi làm trong ban tổ chức lễ tang cho Hằng, dù sức khỏe tôi yếu. 50 năm quen nhau, có thời tôi và Hằng không nhìn mặt nhau. Thời xưa, có những báo lá cải chuyên đi tìm tin giật gân, có báo suối nghệ sĩ nói xấu nhau. Suốt thời gian đầu, tôi không muốn có xích mích giữa hai chị em. Tôi chiều Hằng vô cùng, cho Hằng đóng bất cứ phim nào, cho tên Hằng lên trước. Dần dần, chị em tôi hiểu nhau hơn. Sau 1975, chúng tôi trở nên rất gắn bó với nhau, có những lúc hai chị em ôm nhau mà khóc. Tôi mời Hằng về với đoàn Kim Cương, đóng vai chính Phùng Y trong Vua Lối Vũ. Hằng thấy tấm lòng của tôi nên suốt một năm trời Hằng gắn bó với đoàn Kim Cương là năm hạnh phúc nhất.